Xin chào các bạn, lại là Bâm đây! Như các bạn biết, thời gian gần đây, DaFootBull không đăng tải list trên Discord theo cách thông thường nữa. Anh chọn cách đưa ảnh vào webshop của mình hoặc là bất cứ đâu anh muốn. Ngoài ra, DaFootBull còn cho trình chiếm video cho list vào một khung thời gian không báo trước, không có lưu trữ để xem lại, không một manh mối nào cả. Vì vậy, càng ngày càng khó khăn hơn để có thể tìm ra thông tin list của Skibri Toilet. Tuy nhiên, Bằng một duyên số thần kỳ nào đó, Bum đã tìm ra được một video cho đích rất kỳ lạ. Nó không được đăng tải trên bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào thuộc quyền sở hữu của Davutbul nhưng lại có chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt gần như 100% so với bản gốc. Từ mô đồ của Titan TV Man đến các chuyển động cơ thể, phần âm thanh, hiệu ứng đều như được làm từ chính tay đa phút bốn Vì vậy, video này Bùm sẽ chia sẻ về tám 68-2 và phân tích một xíu nó cho bạn biết. Có nhiều điều thú vị lắm nhé. Vì vậy, hãy xem đến hết video này để không bỏ qua bất kỳ thông tin nào nhé. Đây là video được đăng tải bởi YouTuber Elliot MS. Anh chàng này có gần 9 triệu sub là người chuyên tổng hợp các video về Skibidi Toilet. Vào ngày 4 tháng 12, Elliot MS cho đăng tải một video mang tên Skibidi Toilet City A Part 2 Series Sizon, nghĩa là Skibidi Toilet 68/2, tập phim bí mật. Điểm đặc biệt là thumbnail video là hình ảnh của Titan TV Man với biểu cảm rất kỳ lạ, nó chưa bao giờ xuất hiện trong bản chính thức. Và đó cũng là lý do Bùm quyết định xem nó. Mở đầu video ta thấy lại cảnh chiến trường trong tập 68 phần 1 và một con Godzilla đột ngột xuất hiện. Hiệu ứng âm thanh, cảnh rung chuyển mặt đất đều cực kỳ hợp lý. Elite MX đã rất biết cách chọn lựa nhân vật để đưa vô tập phim bí mật của mình. Godzilla đang là con quái vật được nhiều người quan tâm khi cách đó một ngày, tức là ngày 3 tháng 12, trailer bộ phim Godzilla Kong The New Empire 2024 vừa được công bố. Con Godzilla của Elix MX được dựng kỹ lưỡng về đôi mắt màu vàng. Nó nhìn về cameraman POV và trống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Sau đó, cameraman POV quay qua phải và chúng ta nhìn thấy tại Thành TV Man. Hãy nhìn thật kỹ đi các bạn, không có một khác biệt nào so với bản gốc. Từ cơ thể, lỗi năng lượng, những chiếc màn hình đến thanh kiếm giống đến 100%. Chưa hết đâu, hãy xem cách Titan TV Man dịch chuyển tức thời tay phải để chém đầu con Godzilla nè. Cái này mà nói fan made thì bầm gần như không tính. Giả thuyết của bầm là chính Da Football đã tạo ra tập phim này và đưa cho Elite MX đăng tải. Có hai lý do ở đây. Thứ nhất, như đã nói ở trên mô đồ nhân vật bối cảnh chuyển động của tay tình man phần âm thanh đều đạt mức hoàn hảo một pha năm mộ không thể nào dùng hai ngày để làm ra một thứ giống như vậy thứ hai Kênh của Ulit MX chỉ ghép các video Skippy Toilet lại và gần như là không làm gì cả. Nếu anh ta không có sự hậu thuẫn của buồn thì kênh này chắc chắn không thể tồn tại. Dù DaFootball không kiện cáo về bản quyền thì chính Youtube cũng sẽ đánh gậy theo cơ chế tự động. Câu hỏi đặt ra là nếu đây là video do chính chủ sản xuất, tại sao DaFootball không tự đăng tải nó trên kênh của mình? Câu trả lời là vì nó dính đến yếu tố bản quyền hình ảnh Godzilla. Một số youtuber nhỏ khác có thể chế cháo Godzilla mà không sợ ảnh hưởng nhiều. Vì cùng lắm là mất kinh rồi làm lãi. Nhưng mà đá football thì khác. Series Skippy Toilet của anh đang rất nổi. Chỉ cần dính một xíu đến yếu tố bản quyền sẽ bị chụp đầu cho ăn hành. Legendary Pictures và Warner Bros Hãng phim sản xuất Godzilla and Kong Sẽ kiện Daft Punk ngay lập tức Cháp hầu tòa này sẽ vừa mất tiền Vừa mất thời gian Và Daft Punk chắc chắn nhận phần thua Vì vậy anh cho kênh Elite MX Đăng tải nó sẽ hợp lý hơn Và nếu ai có hỏi Thì bum cũng sẽ nói là do fanmade Ok sao cũng được Trở lại phân tích tập 68 phần 2 bí mật khi Godzilla ngã xuống, tay TV Man đã thể hiện biểu cảm kiểu như Bà cái đầu yêu này thịt cút Sau đó, một anh TV Man xuất hiện và đưa cho cameraman POV một chiếc bình kỳ lạ có chữ Copium Cho bạn nào chưa biết, Copium là một từ ghép của hai từ Cop, đương đầu, và Opium, Chất gây nghiện thường được dùng để mô tả một loại thuốc hư cấu nhằm giúp người sử dụng có thể vượt qua được khó khăn mất mát. Có lẽ TV Man muốn cameraman men vị bình tĩnh lại, hít tí đá. Ủa lộc, là... hít tí copium cho tỉnh táo lại anh bạn. Có gì đâu mà sợ, gối thôi mà. Tôi mới thay quần rồi mặc tả xong nè. Ngoài ra, TV Man còn nói điều gì đó và nếu cho quay ngược âm thanh lại, bạn sẽ nghe là This will help. <laughs> Nghĩa là cái này sẽ giúp. Và rồi, TV Man nở một nụ cười dí dẫm trên khuôn mặt. Sau đó, kết thúc video. Ok các bạn, trên đây là một phân tích vui dành cho video lít bơm nghĩ do chính đạp football tạo ra. Còn bạn, bạn có nghĩ vậy không? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, thì mến chào và hẹn gặp lại.